Hey, xin chào các bạn. Hôm nay techsport.vn sẽ trên tay chiếc câu phô mắc đầu tiên tại Hà Nội. Thì như các bạn thấy là cách đây một tháng thì đã có những cái tin đồn trên mạng xã hội là sẽ có câu phô 8 và câu phô mắc ra mắt vào khoảng tháng 10. Thì đây là chiếc câu phô mắc đầu tiên mà FPT, đơn vị phân phối câu phô tại Việt Nam này, chuyển tới cho các đại lý. Thì techsport.vn là đại lý chính thức của câu phô và đây là chiếc máy đầu tiên là hàng sample. Ok, thì nói sơ qua một chút về chiếc GoPro Max. Thì GoPro Max này có độ phân giải là 16.6 megapixel và khả năng quay phim ở đây là 5.6K30 và chế độ slow motion nhân 2. Max Hyper Smooth, đây là một cái chế độ chống rung cực tốt trên GoPro, và chế độ thì Max Time Lapse. Và khi các bạn livestream trước đây thì GoPro chỉ đáp ứng được cái livestream là 780, nhưng mà bây giờ đã là upgrade lên thành 1080 livestream 360 độ và chế độ Power Panorama. Đây, khả năng di chuyển này, khả năng ra lệnh bằng giọng nói này, màn hình cảm ứng này, có thể chịu được nước ở độ sâu là 5m và có GPS và định vị cho chúng ta là nó đang ở đâu. Ok, đây là cái về thiết kế bên ngoài, 2 cam 360 độ. Okay, sản phẩm hàng chính hãng thì sẽ có tem của nhà phân phối chính hãng là FPT ở đây. Thì các bạn mua là lưu ý là phải có cái tem phụ này thì nó mới là hàng chính hãng, để được hưởng cái chế độ bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của hãng. Đấy. Thiết kế rất là chắc chắn, chịu nước 0.5m là đủ để cho chúng ta có thể bơi lội ngụp lặn thoải mái. Thì mình đã test thử tính năng Max Hyper Smooth này, thì khi mà mình dùng cái chiếc GoPro này mình chạy hoặc là đi xe trên những cái đoạn đường nó sóc, nhưng mà cái chất lượng video khi ra nó vẫn rất là đẹp. Hiện tại sản phẩm nó này đang được bán nó trên 13 triệu tại techsport.vn. Thì với những khách hàng mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với shop để được giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt để khách hàng đầu tiên. Rất là tuyệt vời.